trong nó là lá gì nhỉ? Trong nấm mèo với kim châm. À, nấm mèo với nấm kim châm. Rồi, quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì hôm nay là trưa ngày mùng 5 Tết, Kiên đang có mặt tại vòng xoay An Lạc. Ở bên này là bên quận 6 nha quý vị. Hôm nay Kiên đi qua đây thì Kiên thấy một cái quán bán heo quay, vịt quay mới mùng 5 Tết rất là đông khách nhá. Nên là muốn dừng lại và quay chia sẻ với cả nhà luôn. Ở đây là heo quay, vịt quay Thanh Trúc. Đấy. Và đặc biệt là những ngày này thì sắp đến ngày thần tài, ngày thần tài cúng ông thần tài của người Hoa, nên là mọi người đi mua heo quay, vịt quay rất là đông nhé. Đây là một cái quán heo quay, vịt quay khá là nổi tiếng ở nó nằm ở 1066 Hậu Giang, phường 12, quận 6 nhé. Đấy. Ở đây có heo quay bánh mì này, gà quay, heo quay, vịt quay. Đấy. Có bánh mì, bánh bao luôn. Bánh mì bánh bao luôn này, quý vị thấy không, hấp dẫn không? Heo quay, vịt quay này. Đây là số 1066 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6. Đây có thấy anh đang chặt heo à? Nhìn rất là hấp dẫn nha quý vị. Có gà quay này, chân vịt quay. Những chú vịt quay hấp dẫn quá này. Quán mình là bán từ ngày bao nhiêu cô nhỉ? Bán từ mùng mấy Tết cô? Quán mình là bán mùng 2 là bán rồi hả? À. Bán đến mấy giờ cô nhỉ? À, bán đến 12 giờ. Con đi qua thấy là heo quay, vịt quay hấp dẫn quá. Quay chia sẻ luôn. Đây thấy mọi người không? Thấy cô đang bận nên là mình cũng đây là đứng bên này đẹp hơn. Để xe ngoài đây rất là nguy hiểm. Cái này một con là bao nhiêu nhỉ? Con 350 anh. 350 con. Gà sao anh? Gà 250. À, gà 250. Rồi vịt nhá. Vịt 350 con. Vịt 350 con. Heo quay sao anh? Heo quay 350 ký. À, heo quay 350 ký. Bán mình bán được bao nhiêu năm rồi anh? Bán đây hai mấy năm rồi. Hai mấy năm à. Cái này mình quay theo kiểu là Quảng Đông luôn. Dạ. À, quay theo theo kiểu là vịt quay Bắc Kinh đúng không? Kiểu vậy. Thấy không? Quay cận cảnh như này xem con vịt quay nhìn rất là đẹp nhé. Này 350 một con vịt quay, gà là 250.
heo là 350 chỉ. Cái này mua về cúng thần tài thổ địa ông cũng ông công. Ở đây có bánh mì này, bánh bao này. Không bán sao hả? Gà là 250, vịt 350. Chặt quay từ nay 350 ký luôn. Tới như 100.000 luôn. Chặt quay chặt không? Chặt hàng em chặt đi. Trong nó là lá gì nhỉ? Trong nấm mèo với kim châm. À, nấm mèo với nấm kim châm. Con này bao nhiêu ký anh? Con 2 ký mấy được ba. 2 ký mấy? 3 ký. Chân này bán sao nhỉ? Chân 50. À, chân 1 ký 50.000. Thank you.
trong đó nóng quá quý vị ơi. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Đây có bánh mì đây này, bánh mì rồi bánh bao này. Rồi mọi người có dịp hãy ghé số 1066 phường 12 quận 6 mua heo quay, vịt quay, gà quay nhé. Ở đây được thấy làm rất là ngon, sạch sẽ. Quán này quán gốc của người Hoa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nhá. Đây là cái đường Hậu Giang nhé cả nhà. Hôm nay là mùng trưa ngày mùng 5 Tết.